đâu anh em, mời anh em quay trở lại với tựa game Machinarium tập 3. Hôm qua thì tôi đã ra đến đây và tôi phát hiện ra là ở giữa sông thì nó có một cái thùng dầu. Chắc là mình phải tìm cách nào để mình kéo cái thùng dầu này vào để mình lấy dầu, tại vì hôm qua ở trong đây nó có một cái can dầu đây, nhưng mà mình không lấy được, cầm vào là thằng này nó lại ném đi. À, bên đây không đi được, tôi thử đi sang bên đây xem. Có một em robot màu hồng rất là xinh xắn, nhưng mà em lại cầm cái còi trên tay. Có khả năng cao là mình đi qua nó sẽ thổi còi. Đây là gì? Lên này. Lên này. Lên lên xuống xuống gì đây? Bắn đi không có năng lượng. Ơ. À. Tức là sao? Đây là đây là cái chỗ này nước nó đang hình như mình không đi qua chỗ này, tại vì đấy nó lắc đầu rồi, tại vì có nước. Nói chuyện với chị này ra. Em mượn cái ô chị ơi. Là sao? Sao tự nhiên lại nó lại nghĩ đến con rán là như nào? Con rán robot này. Xem nào. Ở đây mình cần phải làm gì? Cần phải lấy ô của con này. Ở đây có gì? Tức là mình ở đây mình phải giải câu đố của cái này rồi. Để tôi xem nào. Đây cần là muốn lên này đây. Đây là xuống 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 này. À đây này. Nó có ba cái này, đây là lên này. Lên 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 xuống 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 này. Còn xuống 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 lên lên lên. Chết được rồi, nhầm rồi. Là sao? Làm gì được? Chắc là phải hạ xuống nữa rồi. Chết rồi. À, tôi đoán là ấn nút này nó sẽ reset lại. Đấy, đúng rồi. Xuống. Chết rồi. Ngu rồi. Từ từ nhá, để tôi suy nghĩ một chút. Xuống à. Lên à. Lên này, xuống này, xuống này. Nó buộc cái này phải lên này. Xong cái này xuống. Được, cái này phải lên đã. Cái này lên thì cái kia không xuống được. Nếu mà cái này xuống. Được, hình như sai rồi. Rồi cái này xuống nhá. Cái này lên. Mấy cái này không lên được nữa, không xuống được nữa. Cái này lên lên này. Xuống này. Cái này lên. Một phát.
Chắc là bây giờ mình cần ba cái xuống đây được cả. Lại như vừa rồi rồi. Nhưng mà đây là như nào nhỉ? Lên được khoảng trống này. Hiểu rồi. Tức là nó có thể nhảy qua và lên, lên được một cái ô trống ở trước mặt và nhảy qua được một cái. Khó phết đấy chứ. Cuối thì bao giờ cũng không lên được. Từ từ. Ô thôi. Xuống được hai cái rồi, không biết nó có xuống sâu hơn không. Nó vẫn thế. Bây giờ cái này. Chả hiểu. Đến đây này hết xuống rồi. Hết xuống hết lên rồi. Từ từ. Để như mặc định của nó gạt thử ra nào. Thấy là có vẻ như là nó cũng chả khác gì nhau rồi. Từ từ. Hay là tôi thiếu cái gì. Từ từ tôi phải đi khám phá thêm nữa. Ngu quá. Lại chơi mấy game mà sao mình ngu đấy nhỉ. Cao như này. Lấy được gì ở đây không? À đây. Rồi ạ. Đây có con này bên đây. À con này nó mất con chó. Tức là nó thổi còi nó tìm con chó của nó kìa. Kia là con chó máy chứ không phải con rắn. Giờ sao? Sao? Từ từ để tôi thử xem có đẩy được cái này xuống dưới nước không? À không, nó cái này nó không đẩy xuống dưới nước được tại nó vướng cái này này. Tức là bắt buộc cái này phải đẩy sang phía này. Chẳng lẽ 30 phút không giải quyết được một cái câu đố ở đây. À đây có cái chìa khóa gì này. Đây là chìa khóa gì mình lấy được từ bao giờ? Đấy, còn chìa khóa để làm gì nữa đây? Từ chạy xuống dưới hầm ở dưới ra nào. Có chìa khóa này chắc là phải để làm gì đấy chứ.
Vừa là mình chưa vào đây. À, đây là chỗ mình bị nhốt đây mà. Vãi. Rồi bây giờ muốn đi ra lại nhảy đến đây à? À đây. À đây, có chìa khóa chắc mở phòng này. À. À. Hôm qua là có cái đồng hồ đấy là nó báo là 10 giờ bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi nhớ là ở cái phòng nào có cái đồng hồ ấy nhỉ? Có cái đồng hồ mà lúc mà nó cứ tối đi thì nó lại hiện một cái giờ khác. Ở đâu? Đây là lại quay lại chỗ ấy rồi. À, đồng hồ bên... Tôi chết nhỉ. Đồng hồ bên này. Hình như đồng hồ ở phía ngoài này. Ở trên cái phòng ở phía ngoài này thì phải. Đây này, có cái đồng hồ này. Tôi nhớ là hôm qua hình như cứ tắt điện đi là ở đây nó báo một cái giờ khác. Đấy, đây là mấy giờ? Đây là 4 giờ 45 phút. Rồi, 4 giờ 45. Game khó thế. À, 4 giờ 45. Luôn. Rồi vào đây làm gì? Lại gì nữa đây? À. À à. Chắc là xoay cho hết cái đỏ ngoài cái xanh ở trong. Nhưng mà cái này mình không có mẫu, mình không biết là nó sẽ phải xoay là màu đỏ vào trong hay màu xanh vào trong. Từ từ. Để tôi sẽ cho cái màu. Màu xanh ra chỗ này. Mình xoay cái màu xanh vào. Xong rồi xoay cái này sang. Xoay cái màu xanh lên đây. Xoay cái này sang.
từ 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 xoay cái màu chả hiểu. Chắc là cái này là phải xoay kiểu xen kẽ rồi. Không có cái hướng dẫn thì chả hiểu xoay cái này để làm cái gì, tại vì nó không, từ từ xem nào. Cái gì đây, con giá nó lấy mất của mình cái ấy rồi, bây giờ không sang bên đây được thì làm sao? À có sang được đây. Đây nó bảo mình lấy cái này. Rồi, có cái mút rồi. Giờ sao? Ở đây bây giờ mình phải làm sao để nó đi để mình lấy được cái bóng điện này này, đúng không? Đây lại không có lỗ ở đây. Rồi. Cầm cái mút này đi ra ngoài xem như nào nào. Ở đây hết trò rồi. Rõ ràng là đây cái này thì xoay kiểu gì? Giờ tôi không biết là phải xoay thành cái kiểu gì ấy, chứ còn nếu mà biết thì không nói. Sao nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Là nhìn nhau, tức là 2, 4, 6. Tức là phải xanh ở trong này. Tức là hai cái đỏ. Tôi sẽ cho đỏ ở ngoài trước thử xem. Là hai cái đỏ. Khó phết đấy chứ, không khó đâu. Hai cái đỏ này. Đấy, ui, chuẩn luôn. Đỏ ngoài xanh ở trong. À đây rồi, khẩu súng của thằng khốn nạn kia. Tức là bây giờ mình sẽ phải ghép cái này với khẩu súng. Rồi. Ngon. Bây giờ lấy súng bắn ai? Hình như là bây giờ lấy súng bắn cái thùng xăng để lấy nó vào. Lấy súng bắn cái thùng này. Bắn thử xem. Hay bắn con chó. À đây, bắn con chó. Vãi. Lại còn vướng này nữa. Làm sao?
Không được. Được. Sao là gợi ý là bán con chó. Gợi ý tốt lắm. Mẹ, con chó nó đứng khuất sau cái này thì bắn bằng niềm tin à. À, đứng lên đây. Đúng rồi. Cao nữa lên. Đúng rồi. Bắn đi. Ơ à. Không được. Nó không cho tôi trong lúc mà kéo dài cơ thể bắn được. Khó thế nhỉ. Còn bắn được chỗ nào không? Nó cho mình đứng lên đây làm gì? À, đúng rồi. Đẩy cái này về xem nào. Đẩy về. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, mất thời gian quá. Bây giờ chắc là mình sẽ leo lên trên đây. Đúng không? Leo lên đây. Không cho mình leo lên rồi. Chắc là bắt buộc phải tôi phải cho cái kia cẩu bớt một cái này xuống rồi. Giải mã ai kia để nó cẩu bớt cái này xuống. Chứ có hai cái này nó sẽ không lên được. Đi đẩy cái này đây, xong rồi bắt đầu cho cái này nó cẩu này. Cẩu em ơi. Giải được bài toán để cho cái này nó chuyển hết được ba cái trên xuống, ba cái dưới xuống. Nhưng mà có vẻ như là tư duy của tôi nó đang hơi ngu ở chỗ này. Khó nhá. Nào bình tĩnh nhá. Bây giờ chắc chắn là sẽ phải có một cái xuống, một cái lên. Bây giờ mà hai cái xuống này thì là không lên không xuống được nữa. Cái lên. Rồi cái này sẽ xuống tiếp này. Nhưng bây giờ nó khó ở chỗ là ví dụ như cái này lên chẳng hạn. Thì cái này nó không xuống được nữa. Không xuống được nữa thì cái này không lên được. Còn cái này không lên thì cái này nó cách một cái này ở chỗ này vẫn có. Cái này không lên à, không xuống được cái ở đây. Cái này chuyển lên đây không lên được thì nó chả giải quyết vấn đề gì. Như này thì bây giờ cái này nó không lên được nữa.
xuống thì cũng chả thấy cái vấn đề gì. Mà thực ra là tôi cũng chả biết là bây giờ cái này phải xếp theo cái pattern gì cả. Đây nó chỉ giải thích là lên được một ô trống này, đi được lên ô trống này, và nhảy qua được một cái vật cản để lên một ô trống này. Tức là bây giờ có vẻ như là lên xuống nó đang cân bằng đúng không? Lên xuống nó đang cân bằng thì cái này nó sẽ không hút được vào. Tôi chả hiểu là cái mũi tên bên cạnh này nó có ý nghĩa gì. Được rồi này. Kiếp. Ló tay. Có vẻ như nó cũng không khó như mình nghĩ. Bó tay. Lên. Rồi. Đi. Khổ quá. Quy luật của nó là gì? Là không được để hai mũi tên cùng chiều dính vào đít nhau khi mà đã di chuyển rồi. Vừa rồi là tôi để cho hai mũi tên cùng chiều nó dính vào đít nhau nên là không được. Rồi bây giờ mình leo lên đây rồi. Chắc phải lên cao nữa. Rồi. Ủa, lại câu đố gì nữa đây? Nó chuyển thùng dầu đi mất rồi kìa. À. Đây là hướng để di chuyển thùng dầu. Đây là cái hướng để di chuyển thùng dầu. Tôi sẽ di chuyển thùng dầu vào. Sao nó không di chuyển nữa? Là như nào? À, tôi hiểu rồi.
Đây này, cái lúc mà cái hướng mũi tên nó chỉ đúng vào cái chỗ có cái đèn này này, cái hướng có cái đèn này thì nó mới di chuyển được. Còn nếu mà đây này, cái này không có này, cái này không có này, thế là tức là hai bên này đang không có, bây giờ mình phải chuyển được. Đây nhá, ví dụ như chỗ này nhá, để tôi thử nhá. À không phải, không đúng, không đúng, tại vì là ở chỗ này nó không có cái đèn mà khi mà cái này nó chỉ mũi tên xuống nó vẫn qua được này. Đây là giữa. Tức là từ từ tôi thử đứng đây xem có bắn được con chó không đã. Không được, chỗ đấy không phải là chỗ bắn con chó. Lại phải giải câu đố ở trên đây rồi, nhưng mà vấn đề là câu đố ở trên đây tôi đang không hiểu làm cách nào để di chuyển được. Cái này vào đây phát là nó chỉ cho mình bây giờ nó báo cái đèn này đang sáng này. Từ cái đèn này đang sáng thì sẽ đi được về vị trí này. Đúng rồi. Rồi, tốt lắm. Cái này nó về đây rồi thì làm gì? Rồi, lấy súng bắn. Rồi. Vừa ấy nó hiện ra cái mũi. À từ từ để tôi vào tôi lấy cái này. Thử cái bình này xem nào. Lấy thử cái này xem nào, xem lấy được chưa? Có lẽ là vừa rồi mình chưa kéo cái. Không được. Nó không cho mình lấy. Nó chỉ có đá đi thôi. Mày lấy hộ tao cái, mình yêu khê thế. Đây nó chỉ có bật đèn tắt đèn thôi, vừa mình cái đấy mình làm rồi. Game khó quá, đầu óc tôi nó hơi củ chuối, anh em thông cảm nhé. Xem đừng có chửi. Chuyển cái thùng dầu vào đây để làm cái chó thì. Tưởng cái thùng dầu nó phải có tác dụng gì chứ bây giờ vào không tương tác được gì này. Cao người lên đây này. Không được, thấp người xuống nha. Cũng không được luôn. Cái gì tương tác được thì nó sẽ thể hiện ra cái hình cái tay. Rồi, lên trên đây tiếp. Có lẽ là chuyển về đây là không đúng. Bây giờ chuyển về đây rồi thì bây giờ chỉ có chuyển ngược về đây thôi. Nhưng mà cái hình rồi. Hóa ra là bơm dầu bằng cái nút đấy. What the hell? Rồi sao nữa? Uống dầu rồi như nào? Uống dầu rồi thì bắn được à? Cái dầu nó không hiện ở đây đúng không? Từ từ. Uống dầu vào rồi sao nó có nhả được ra cái bình gì không? Nó cần uống dầu này. Hay là bây giờ mình phải đổ dầu ra xong bắt đầu mình mới vào mình nhặt cái bình này để đựng được.
Tức là bây giờ mình phải ra mình phun nhiều dầu ra xem nào. Vừa mình phun có vẻ hơi ít. Phun đến khi nào mà nó không phun được nữa thì thôi vậy. Thời gian quá. À, phun được nhiều dầu ra nào. Chả hiểu là cần phải phun bao nhiêu dầu đây. Có vẻ nhiều lắm rồi đấy. Từ bây giờ trước khi tôi tương tác với cái dầu thì tôi sẽ thử vào cho con này nó, cho con này nó lấy thử cái bình kia xem nó có mang ra nó đựng dầu không. Những cái trò này ấy, nó không có giải thích, nó không có hướng dẫn gì cả. À, mình chỉ có thể đoán thôi. Tức là cái bình này không mang đi đâu được, không có tác dụng gì cả, cả cả ngoài mình bơm dầu ra. À, bây giờ mình sẽ phải ra mình uống cái dầu ấy trực tiếp luôn. À, từ từ, đây cái này là, cái này là kính viễn vọng ạ. Ô, tương tác này. À, hai thằng Chai Enseco robot kìa. Ba thằng kiểu chuyên bắt nạt mình này. Hai thằng chứ, một thằng nó đang ôm quả bom nó làm gì kìa. Cướp công nghệ cao à? Nó định đặt bom nó phá tháp ạ. À, ui, nhanh 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 cứu. Rồi phải làm sao? Sợ quá, uống miếng dầu đã. Chả hiểu mẹ này. Cho nó về đây xem. À, từ từ. Stop, stop, stop. Ừ, đằng nào thì cũng cũng uống hết dầu rồi, bây giờ lại bơm dầu ra. Uống thì uống, không uống thì thôi. Cứ bơm ra mấy bãi dầu đây đã, biết đâu sau này cần đỡ phải chuyển nó về. Rồi, bây giờ cho nó về bên này. Chắc là phụt dầu ra đây xong lại phụt tiếp dầu ra đây. Có thể là phụt ra thì cái dầu nó làm trơn cái này mình có thể kéo được nó. Về đây. À, tôi hiểu rồi, dùng cái dầu này, con chó này nó sẽ ra nó uống dầu này. Đúng không? Chó ơi. Đấy. Thông minh lắm. À, mình phải nhanh, nếu không con chó này nó liếm là hết dầu, cái kia nó dạy cho mình biết là. Tôi hiểu rồi, tức là nó uống nó sẽ hết dầu, nếu mà mình không nhanh là con chó nó sẽ chạy về. Nhanh xuống, nhanh nhanh. Không hiểu tại sao con chó này nó khôn nhỉ, nó thấy mình xuống rồi nó lại chạy về luôn. Tôi thử bơm hai phát dầu ra thôi, xong rồi tôi xuống luôn. À, xuống. Nó ra kìa, nhanh 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 nhanh. Nhanh lên tắc phong. Đâu rồi? Bắn nó nhanh như chạy về bây giờ. Rồi chết cha mày, chiêu con chó. Ngó. Nuốt luôn. Rồi chị ơi, chó của chị này. Ô, lấy luôn khẩu súng của mình à? Ô, vứt tổ sư con này. Bực hết cả mình, ném súng của mình đi rồi. À, chào chị. À, có lẽ là hôm nay lại còn bay mất cả dù nữa. Hôm nay tôi chơi đến đây thôi. Hơi mất thời gian, mãi mới qua được cái chỗ này.
Ôi chết rồi, đừng có nói là lại phải chuyển cái dầu bình dầu về phía bên này nhá. Thôi, dù sao cũng giải được một hai câu đố. Mặc dù đầu óc nó hơi củ chuối, mất nhiều thời gian một chút, nhưng mà rồi cuối cùng tôi cũng giải được. Cảm ơn anh em theo dõi nha. Bye bye.